Có 4 nhân viên, lắp 4 nhân viên vào. Nhiều khi chúng ta mới mua về thì nhiều khi chúng ta lắp nó sẽ bị lộn xộn ha. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị các bạn xem thêm một cái mẫu nữa, đó là mẫu banh đèn ha. Thì banh này thì nó có gì đặc biệt ha? Thì thứ nhất là mình sẽ nói về cái màu sắc. Thì cái sản phẩm này nó sẽ có 3 màu anh chị các bạn. Thứ nhất là màu trắng nè, màu vàng và màu cam ha. Màu cam. Số lượng một thùng là 100, số lượng một thùng là 168 trái nha anh chị các bạn, 168 con. Sản phẩm mình đã dùng 4 viên pin nha, hết pin thì mình thay pin bình thường ha. Thì bây giờ em sẽ tháo, em lắp pin cho anh chị các bạn xem luôn cụ thể luôn ha. Đây, anh chị các bạn nhìn sơ nét vừa một quận ha, thì những cái màu này thì nó cũng giống như cái màu giống như cái trái này thôi. Thì ở đây mình review một trái thì mấy cái này cũng giống nhau ha. Thì cái xung quanh này nó có dòng mũ nè. Cái dòng mũ nó mũ dẻo nha anh chị các bạn, mũ dẻo. Tại vì nó nhảy mà. Nó nhảy khi chúng ta lắp pin vào á thì cái sản phẩm nó nhảy, nó hoạt động, nó để xuống đất á thì nó sẽ hoạt động, nó nhảy. Để con em chúng ta chụp bắt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp pin vào ha. Ở đây nó có 4 cái chấu nè. Nè, anh chị mở về nhà thay pin thì anh chị tháo này ra ha. Đây nó có 4 cái chấu nè, chấu gài nè. Chấu gài. Đó, thì chúng ta thay pin, chúng ta mở chấu này ra ha. Rồi, chúng ta lắp 3 viên pin, 4 viên pin vào ha. Ở đây mình có 4 nhân viên, lắp 4 nhân viên vào. Anh chị và các bạn lưu ý nha, cái chấu này thì nói chung là nó nằm ở trong này. Thì khi chúng ta thay pin thì chúng ta đẩy này vô nè. Nó có chấu, chúng ta đẩy này vô ha. Anh chị thấy nè, chúng ta đẩy vô. Đẩy vô thì thằng này vô trong cái vỏ này ra ha. Đó, đó là cách thay pin ha. Thì nó dùng 4 nhân viên, anh chị để đúng chiều ha. Rồi chúng ta đậy lại cũng vậy nha, chúng ta gài bên đây trước, chúng ta gài một chấu qua bên này, chúng ta gài một chấu bên này, sau đó chúng ta sẽ đẩy cái thằng này lại ha, chúng ta đẩy tiếp tục, chúng ta đẩy cái này vô thì chúng ta gài này xuống, rồi dính vào anh chị, công tắc nằm ở đây ha, công tắc nằm ở đây đó. Thì giờ chúng ta sẽ đẩy nắp lại. Ở đây nó có 4 chấu ha, chúng ta phải để cho nó đúng khớp nha anh chị các bạn. Đúng khớp thì chúng ta sẽ gài nó dễ dàng hơn ha. Rồi chúng ta gài lại. Rồi, sau đó chúng ta bật công tắc lên ha. Công tắc là ngay cái đinh này nè, chúng ta bật công tắc lên. Sản phẩm nó sẽ chạy, nó nhảy anh chị các bạn. Nhảy rất là đẹp luôn. Nó như màu đèn ha. Nhảy đẹp lắm. Hết pin thì chúng ta tháo này ra, chúng ta thay 4 viên pin ha. Thì sản phẩm sẽ hoạt động tiếp. Rồi, một thùng là nó 168 trái anh chị các bạn. Một thùng 168 trái. Một thùng nhỏ là 84 trái ha. Khi chúng ta tháo ra anh chị và các bạn, cái banh này nè, để cho chúng ta đỡ bị lộn cái chỗ mà chúng ta lắp pin vào á, lúc là đậy nắp lại á, thì nhiều khi chúng ta tháo ra rồi chúng ta đậy thì nó không ngay cái chấu, nó sẽ không vào được cái khớp ha. Thì để lưu ý như thế này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để các bạn lắp nó không có bị chịch cái chấu ha, rất là nhanh luôn trong quá trình lắp.
Tại nhiều khi chúng ta mới mua về thì nhiều khi chúng ta lắp nó sẽ bị lộn xộn ha. Khi chúng ta tháo chấu ra thì anh chị nhìn trên cái banh nè, trên cái banh đó, thì trên cái banh khi chúng ta tháo ra thì nó có một mũi tên nè, anh chị các bạn thấy không? Đây mà, đây là cái mũi tên nè, anh chị thấy không? Mũi tên nè. Nó hơi chó ha. Nói chung là cái mũi tên nó nằm ở chỗ này nè, anh chị cho các bạn để ý ha, cái mũi tên. Thì cái mũi tên này nó sẽ đi chung với công tắc, đi chung với công tắc này nè. Thì anh chị để cái mũi tên này ngay công tắc là anh chị đậy lại là nó sẽ ngay khớp luôn. Đó. Ngay khớp luôn. Nó đỡ mất thời gian chúng ta hơn, tại vì nhiều khi chúng ta không biết á, chúng ta cứ để lộn xộn là chúng ta lắp cho nó rất là khó. Đây. Thì anh chị và các bạn để ý ha, ngay cái mũi tên nè. Ngay cái công tắc á, nó có cái mũi tên, đây cái mũi tên nè. Anh chị khi tháo ra bên kia á, là anh chị phải để ý cái mũi tên này. À, khi anh chị lắp vô nó rất là nhanh ha, nó sẽ không bị lộn xộn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.